Nếu mà nói về cái khó khăn á thì có khi mà mình nhìn cái menu từ bên Mỹ thì mình thấy có một vài cái nguyên vật liệu, tức là mình đang nói về cái khó khăn lớn nhất mà từ đó là cái khó khăn của nguyên vật liệu. Thì vì cái concept của Smoothie Factory là sử dụng những nguyên vật liệu tươi và 100% là nguyên chất, thì có một cái câu chuyện đó là cái nguyên vật liệu là cái cây cải xoắn là kale ấy. Thì tại thời điểm đó thì ở thị trường Việt Nam không có, mà trên bản thân mình thì mình không biết cái kale nó là cái cây như thế nào, thì mình mới nói ông bên Mỹ thì ông gửi hình về cho tôi xem, tại mình xem trên mạng mình không xuống. Thì ông gửi hình về thì mình mới đi lên Đà Lạt, mình đưa cho một số nhà vườn họ xem là cái kale nó là cái gì. Thì mình có tìm hiểu một số cái vườn họ trồng thì cũng có, nhưng mà cái sản lượng rất là ít và cái giá thành rất là cao. Vậy thì có nhiều lúc mình tưởng chừng như là mình phải dừng lại tại vì cái nguyên vật liệu nó không có, nhưng mà cuối cùng thì rất là may mắn là mình cũng giải quyết được cái vấn đề là nguyên vật liệu kale, và sau đó lại thêm một cái nguyên vật liệu nó nữa, đó là táo. Tại vì Việt Nam mình thì táo là ở Trung Quốc, China, China. Vậy thì bằng cách nào thì khi đó mình mới nói là hay là ổng đổi công thức đi, không có dùng táo nữa. Ông nói là không được, táo là một thành phần rất là chính về trong cái này. Thì khi đó mình mới đi tìm hiểu thì mình mới gửi cho ổng một cái loại táo của Việt Nam, cái táo mình nhỏ xíu này các bạn. Thì mình gửi qua cho ổng, ông nói oh my god, cái này không thể nào làm được, cái này táo rất là nhỏ, nhưng mình nói là cái giá nó rẻ, nó rẻ hơn. Thì sau một loạt lên các phương án giống như là đập táo về rồi hay là thế này thế kia, thì tại thời điểm này thì cuối cùng bên mình đã có một cái giải pháp thực ra may mắn, đó là kết hợp được với cái hiệp hội táo của Washington. Thì họ giới thiệu cho mình những cái nhà cung cấp, những cái nhà nhập khẩu táo ở đây, và họ tài trợ cho mình thêm và họ hỗ trợ cho mình, và trong tương lai thì mình sẽ nhập cái hàng táo về với chung với những cái nhà nhập khẩu táo chính thức của Việt Nam, thì đổi lại Smoothie Factory sẽ quảng bá cái thương hiệu, cái hiệp hội táo Hoa Kỳ là Smoothie Factory tại Việt Nam sử dụng đúng táo của Mỹ, và từ đó tự nhiên một cái bế tắc mà giải quyết được một cái rất là hay. Thì từ cái nguyên vật liệu nó rất là khác so với ở bên Mỹ, từ đó nó thay đổi hết toàn bộ hệ thống quản lý, vận hành, quản trị của toàn hệ thống Smoothie Factory tại Việt Nam. Thì giải quyết xong cái nguyên vật liệu thì giải quyết xong cái vấn đề quản lý nguyên vật liệu. Tại vì ở tất cả các nước khác thì nó nguyên vật liệu nó theo cái quy chuẩn hóa như vậy và quản lý như vậy. Vậy thì cái bài toán đặt ra cho cái người mà chủ bên Mỹ là quản lý như thế nào? Về Mỹ mất tiêu rồi, giờ sao đấy? Cuối cùng thì mình phải nói chuyện với họ, liên lạc với họ, và tự mình cũng phải thay đổi tư duy của mình, thay đổi tư duy cả cái team của mình, để mình phải đưa ra những cái giải pháp và mình cập nhật lại cho họ, và cuối cùng là mình thay đổi và mình xây dựng hệ thống. Và tới thời điểm này mình vẫn tiếp tục xây dựng đầu tư, và nếu như ngay từ tại thời điểm ban đầu khi mua franchise mà đầu tư như vậy thì cái chuyện đó là một câu hỏi lớn, nhưng mà rất là may mắn mình đã từng bước giải quyết được vấn đề. Thì tóm lại cái khó khăn lớn nhất đó là cái nguyên vật liệu, và từ cái nguyên vật liệu đó nó tạo ra một cái hệ thống quản lý và cái quy trình nó thay đổi rất là nhiều. Chị rất là tán đồng cái ý đó, là chị nghĩ đó là một cái khó khăn mà nó không phải chỉ đi cái nhãn của Sơn đâu, mà rất nhiều nhãn trên thế giới khi mà bắt đầu dùng quyền quốc tế là hoàn toàn có thể gặp cái khó khăn này. Bởi vì các bạn phải nhớ là mỗi thị trường khác nhau, mỗi một cái nhu cầu tiêu dùng khác nhau, mỗi một cái chuỗi cung ứng hoàn toàn khác nhau, cho nên thường thường á là khi franchisor mà muốn dùng quyền quốc tế thì việc đầu tiên họ phải làm nó phải họ phải nghiên cứu cái thị trường mà họ muốn franchise, và họ phải ra được cái mô hình cho cái thị trường đó, hiệu chỉnh mô hình hiện tại của mình cho cái thị trường họ sắp franchise để mà có thể hỗ trợ cho đối tác nhận quyền tốt nhất. Rất may cho cái thương hiệu này là Sơn đã tích cực làm chuyện tự mình làm chuyện đó và phản hồi lại cái franchisor. Đối với chị franchisee như vậy là quá hoàn hảo rồi, nhưng mà không phải lúc nào mình cũng có những franchisee như vậy. Có những người người ta sẽ không hiểu, là người ta sẽ hoặc là mãn không làm nữa, hoặc là người ta sẽ làm cho cuộc đời của một franchisor hết sức khó khăn, đúng không các bạn? Thì đó là một vấn đề mà nếu các bạn có phát
những franchise sau quốc tế thì các bạn phải lưu ý và lên kế hoạch trước.